Điều này thì nó tốt cho mọi người thôi, để kiểm tra sức khỏe được thôi. Nếu mà một người nào đó bị gì đó thì họ có thể khoanh vùng nhanh chóng, cũng rất là nhanh thôi. Mọi người thì không cần phải chen lấn đâu, mọi người cứ sắp xếp hàng rồi mọi việc diễn ra rất là nhanh chóng. Nói chung là nghe kiểm tra thì cũng mừng. Thứ nhất là về an toàn cho mình, thứ hai là về cho người dân nữa. Nên là em rất là vui khi được kiểm tra như vậy. Công tác này thì giúp chúng tôi mà kiểm soát cái phòng chống dịch Covid hiệu quả hơn. Ví dụ như là khai báo y tế thì chúng tôi có những đầy đủ những thông tin chính xác nhất về hành khách, trong đó cái quan trọng là cái địa chỉ cũng như số điện thoại liên lạc để mà khi cần chúng tôi có thể tìm được hành khách đó một cách nhanh chóng. Cái công tác lấy mẫu thì cũng giúp chúng ta biết được sơ bộ để hành khách hiện thời là có dương tính với Covid hay không. Nếu có thì chúng ta sẽ lập tức có những cái hướng xử lý khác để mà bảo đảm là hạn chế tối đa cái sự lây lan cái mầm bệnh Covid-19 trong cộng đồng.